cẩu được chứ, không lẽ bác qua dây điện đâu cẩu được. Đây là hiện trường của vụ sập cầu Tân Nghĩa, và hôm qua là đợi một chiếc xà lan đã gãy cần cẩu sau khi cẩu chiếc xe lên. Đây. Đây là cái nhịp cầu này là bên mé là nó đổ bê tông, mà nhịp giữa là xà bằng sắt nha. Quá tải nó sập gãy cầu rồi phải rồi. Đâu phải là nhịp giữa là bê tông đâu. Đây chiếc này, chiếc xà lan cũ đã bị gãy cần cẩu đây. Chiếc xe tải vẫn còn nằm dưới nước. Đây, tỉnh đã huy động một cần cẩu mới vào. Ngồi đi ơi, chưa tới cẩu đâu. Mình chưa chơi gì rồi. Chơi sơ nhiều nước cầm đi. Chứ nó là tải đây rồi cho nó. Một ngày qua nó đưa qua dây điện nó gì không chung. Nó làm sao mà nó qua đây nằm rớt đây. Không, qua chiếc này nó chạy xích lại đó, nó quơ qua đây, không biết sao. Quơ qua khỏi dây điện quá. Ờ chắc độ quơ qua dây điện. Để quay kết cấu của cái chiếc cần cẩu mới rồi. Sắt nha. Đây nè, chỉ nhịp giữa cầu bằng sắt, bây giờ nó sắt luôn mà đâu có phải bê tông. Không phải bê tông đâu, hai bên chốt cầu là bê tông. Đây là chiếc ghe hôm qua bị vướng lại. Chủ ghe rồi xong rồi đi cầu đầu luôn á. Này hôm qua nó đập vô cái mũi ghe nè, mấy cần cẩu nó đập vô mũi ghe bị móp chỗ này luôn nè. Rõ ghê, móp. Đâu có gì đâu mà sau sự cố hôm qua là hôm nay chủ xà lan đã một năm trái cây để cầu cho mọi việc suôn sẻ nha mọi người. Đây, năm trái cây của chủ xà lan đang cúng. Trước khi cẩu xe tải lên, hình như cẩu nhịp giữa trước nha mọi người. Cẩu nhịp giữa lên. Đây chuẩn bị công tác để cắt mấy cái dàn sắt cái cầu ra. Đây anh em đang chuẩn bị vỏ đá để cắt.
xe này của dưới lên mà xe của xe này của mấy xe của công an hay gì mà số xanh là nhịp cầu đấy. Bị đuổi luôn. Không mà theo bữa nay còn rất không đặt. Bữa nay còn rất không đặt. Sạc là do nơi nó cản xe lại nó chạy qua. Đấu được chơi trời. Quá cao bằng cổng rồi. Quá cao luôn. Gót gót. Chỗ này là nó bự hơn chỗ này quá nhiều. Có thằng nào cũng là cây hát 150 à. Sao không sao. Thằng nào cũng cây hát 150 chứ. Gửi. Quá lực. Đây là quy trình cẩu cái nhịp giữa lên nha mọi người. Cùng lỗi, cùng trọng tải luôn. Nhưng mà thằng này nay nó dạ kia lại thì kia đỡ nó cớ bài này rồi xe đủ lạ lạng rồi mất xe một cái đến này khỏi chạy xe đi giữ người sợ mà giống xe là xe rồi qua không đúng luôn mà buổi sáng kéo không đúng luôn đậu á mong rằng mọi chuyện bữa nay là suôn sẻ nha mọi người. Có cúng thì chắc là suôn sẻ rồi. Hôm qua là người dân nói là chủ và chủ xà lan không có cúng. Mới lên là đi lên bờ tôi đem sắt không mở tôi đem sắt bánh qua đó mở sẵn vô đó chờ đó mùi xe nãy sắt cho nó hả gặp đó đó của công an đem vô một giả luôn có một chỗ cậu đó đem sắt vô làm sẵn rồi em ba cái sắt nó làm thêm nữa cái này nặng là thả xuống là lúc xuống liền sao từ từ luôn sập cầu coi xong rồi coi đứng đông người quá sập luôn cái nhà không tới đâu đảo tới đích xà lan nó quay vô không tới đâu thôi vừa thấy đó đây có đội tuần tra giao thông luôn đường thủy một cán bộ đã lên trên cho lấy xà lan nguyên rồi gà nhóng lên rồi xà lan nguyên rồi gà cắm à cắm xà lan rồi mới kéo mọi gịch cơ kìa cắm xà lan nguyên rồi
mà cái trời ở đây xa lơ đậu ngô. Tới đây dữ đâu mà tới đây dữ rồi. Rồi sao chiếc ghe sao ông kia đâu ông tủ đâu rồi? Tại nhóm lên đấy mà ta lừa đưa lên chiếc ghe ra đó. Mất cái mua trong ra. Nắm chưa khỏi mà. À, nghiêng chiếc phà luôn rồi trời. Nghiêng luôn. Quá dữ. Chưa thấy nhích gì đâu trời. Giữa cầu này nặng lắm nghe. Đây dân hai bên bờ coi khá là đông. Người dân coi đông như hội luôn. Dạ trẻ bé lớn gì có hết tại. Cầu hay bên bờ có người dân xem. Lên chứ ta nhích lên ta lấy cái lấy chiếc ghe ra trước đi. Nó đang cắt đó, đang cắt sắt. Nó đang dướng cái gì nó cắt. Cắt chỗ đó, đây quá trình cắt. Biết chứ mà không biết rồi, cái tay rất là. Không lửa không anh ạ? Đó, kè. Mấy thằng bự ở dưới này không dám lên rồi. Sao lái rồi. Cái chỗ ghé kéo kìa không nói đâu. Đây là tổ an toàn bạn không bàn về phương án kéo chiếc ba này đó lấy được chiếc ghe ra nghe. Chiếc ghe qua được đó. Nó biểu nó câu cái thà lên luôn. Chưa lặn ghe đó. Lặn chiếc ghe đó đã thoát nạn rồi. Ghe ga đã. Lặn sát bên này. Còn nữa. Bên đây ga bên này nó chưa ra. Lên chút luôn đi ra. Không kêu lặn ra đó. Cầu trăm triệu mà lặn ghe trăm triệu có mất. Đi đâu? Đi qua nó có gì chết. Thì vậy là ghe đề ba gì đó. Hai cái lặn ra không chết rồi. Ghe đâu chạy đâu lặn qua đó. Mình bờ tống mình nước luôn đó. Đó lặn nhất ra đó. Yeah, đó. Nhóm rồi nữa, nhóm nữa lúc ó lấy ghe được rồi. Rồi ghe đã lấy ra được rồi nghe các bạn. Cái nhịp đó kẻ cẩu là không nổi. Thôi vậy. Hạ xuống rồi, hạ xuống. Thì hạ xuống rồi nó xử lý lên từ từ. Ồ, cái nhịp quá dữ. Đứng đông đông ngồi sập cầu này. Xúc câu lên luôn. Con này á. Nhẹ chạy. Đó. Chắc nghi là nó cắt từ khớp cẩu lên chứ cẩu nguyên cái sợ cẩu nổi á. Ô vô đây. Cẩu nguyên nhịp giữa nó cẩu nổi đâu. Dễ cẩu nổi. Tháo từ khớp rồi. Dạ.
phá rồi cấp rồi nước không cần phá rồi mình xả ra đó sao nổi được.